Đây, nước của em. Dạ. Nước này hôm nay quán anh xin phép mời, tại vì em là khách quen của quán. Cái ly nước này coi như là thay cho lời cảm ơn. Trời ơi, anh An, anh tuyệt vời quá à. Trời, đẹp trai và còn dễ thương đó. Anh là thứ hai là ngoài chủ nhật luôn á. 70.000 tiền nước, đâu ra vậy? Ủa gì vậy? Nè, anh An tặng tôi rồi mà. Này, em đỡ rồi, em nói tặng khách rồi. Cái này coi như là mình tri ân khách mà, khách quen á. Trời, mày hay quen quá à. Khách nào mày cũng quen chừng, bán như mày chứ đóng cửa chứ. Ngày mày quen chừng 10 người là dẹp luôn. Nè, cái anh bốn mắt kìa, anh keo kiệt vừa phải thôi. Anh keo kiệt vậy là có ngày mất khách đó nha. Ôi, ngày nào tôi cũng qua đây uống nước hết á. Em của anh á, tặng tôi ly nước là biết điều lắm rồi đó. Thôi tôi nói cô nghe nè ha, tôi là tôi để ý cô lâu rồi. Một ngày cô qua đây cô uống chỉ có một ly nước thôi, ngồi từ sáng tới chiều chưa tính nè ha. Tại em nó nói chưa tính nè ha, đi qua đi lại xin được gần cả chục ly trà đá. Thằng này nó bị cô lừa thôi chứ tôi là còn lâu. Rồi sao hả? Nè nha, anh nữa anh nói vậy nha. Ngày mai tôi qua quán nước của bà Tư tôi uống. Tôi không qua quán này nữa, cho quán anh ế luôn. Trời ơi, một người khách đẹp tuyệt vời như vậy mà anh không biết giữ thì anh hả? Mất thì đừng có tìm nữa nha. Trời ơi, em á thì hả thơm thảo, còn thằng anh á thì kỳ bo keo kiệt. Anh em, anh nhớ coi lại nha. Chứ em thấy là hai anh em gì mà không có giống nhau gì hết á. Không chừng đây không phải là anh của anh đâu á. Thôi mà Thảo đừng giận à, ngày mai quay lại uống nước. Thảo, cho Thảo. Hỏi có nói kiểu đó. Thảo ngày mai quay lại. Thảo còn mày nữa. Sao con ai kỳ quá vậy? Ở đây không có từ thiện mà cho cái kiểu đó, mày dẹp cái kiểu đó nha. Ai mà từ thiện cho cái gì? Anh hai kỳ quá, thì người ta là khách quen, người ta tới uống nước, người ta ủng hộ mình thì mình tri ân khách hàng rồi mình tặng cho người ta vui lòng, người ta đến tao uống nữa. Mày khỏi đi ha, tao nói thiệt có khi con đó nó đúng, tao mày phải anh em đâu, mày con ai chứ không phải con ba má. Trời ơi, nè có gì đây? Bự con tao đụng mà nhớ ốc nhỏ xíu. Trời ơi, em ngu rồi, tôi ngu đó. Em ngu mà em biết chiều lòng khách hàng, em biết tặng người ta này nọ để người ta vui vẻ, người ta quay lại quán mình. Còn anh tính từng đồng từng cắt. Tôi không phải em anh đâu, anh nói về đi, ba má về bóp cổ lẹ lưỡi. Mày nói gì? Ây da, ây da. Chà, có sao không? Xin lỗi, em không có cố ý. Ai bự quá, anh quýnh em trước chị. Có sao không vậy? Rồi ra máu. Rồi, tét cái mỏ luôn rồi. Em xin lỗi, em không cố ý, tại anh quýnh em trước. Ai bự con anh nói tiện em không phải em anh chị. Đi vô. Ây da. Giờ người ta lỡ uống rồi, uống luôn chứ sao vậy? Có sao không? Hên là mũi thiệt á. Muốn xét nghiệm ADN thì cậu có thể lấy mẫu tóc, mẫu da là được. Còn nếu mà chuẩn nhất á, thì cậu lấy mẫu máu nha. Thằng này sao cái mùi không thấy gì chứ mà. Kiếm gì vậy này? Đâu? Định vô dọn cái phòng mày gấp chân ga gối niệm cho nó gọn lại mà. Trời đất ơi, sáng ngủ dậy em mệnh chiếu gói em xếp gọn gàng hết trơn rồi. Còn gì dọn gì nữa? Không, ý là định gom đi giặt á, tại nó dơ. Giặt rồi, mới giặt xong nhăn đùm mày không thấy hả? Chưa kịp ủi luôn á. Tục, tính ngày mày ở sạch dưới làm hết rồi tao làm gì ta? Làm gì? Làm gì ta? Làm gì? Làm gì ta? Ủa làm gì ta? Dạ. Hả? Dạ. Giờ thì gấp lại giùm. Dạ. Trời ơi, tiện tao dọn gọn gàng hết trơn rồi vô bươi ra xong bắt tao dọn lại. Không nào này nay sao không kỳ vậy ta? Ai dựa ông cái gì mắc dưới gì vậy tiện nay vô dọn nhà. Ôi lát có đi đâu nhé, mặc áo mưa nha, hôm nay mưa lớn à. Hay quá. Trưởng á. Đúng rồi, trưởng đó. Coi có vô chi không? Mình có giống nó đâu ta. Nó đẹp trai hơn, cao hơn. Mà ba má mình cũng bình thường đó. Nhất định phải làm rõ cái chuyện này. Nghi thằng này bụi chuối ra chứ không đâu. Đến chịu trả giá luôn. Trưởng không? Mày hả mày, trưởng đó. Em xin lỗi. Cái gì vậy cha? Chuyện này làm gì đi ra như mèo vậy? Mở ra ngồi xuống. Lùm chưa? Ra hù ra. Giật. Cái gì? Giật. Ây da! Gì vậy? Không thấy tóc bạc ngứa mắt quá, sao bứt ra nó tóc... Tôi là đẹp có tóc bạc. Thì đó, bứt ra nó tóc đen. Gì ta? Đoạn gì vậy? Hả? Kìa. Ê, dọn đi! Ăn ở lùm la chừng mày.
Mang bị gì loạn gì vậy ta? Hai giữa không trời, nay dạo này lạ lắm nha. Có ý đồ gì không? Đợt này mới làm cho ra chuyện, còn thằng An có phải em mình không? Của anh Trần Tấn Vinh có ở đây không ạ? Bác sĩ, tôi nè, tôi là em ảnh nè bác sĩ. Tôi bác anh hai tôi sao rồi bác sĩ? Anh cậu mất rất nhiều máu, bây giờ cần truyền máu gấp. Cậu là người nhà nhưng mà là cái gì vậy ảnh? Em ruột. Tôi và ảnh là gần nhau nhất, sát bên luôn. Bác sĩ cứ lấy máu của tôi truyền qua cho ảnh đi. Lấy bao nhiêu cũng được. Nè nè, chỗ này nhiều máu này. Lấy đi, nhiều đi cho người ta cũng được. Thôi rồi, được rồi, đi theo tôi làm thủ tục. Đi xét nghiệm. Nhanh. Ủa anh tỉnh rồi hả? Tôi bị sao vậy? Anh bị tai nạn hôm mê mấy ngày nay rồi. Chúng tôi là người đã cấp cứu cho anh, mà cũng may là em trai của anh đã kịp thời hiến máu cho anh đó. Em trai tôi là Trần An á? Đúng rồi. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin của anh, nhờ đó mà có thể liên lạc kịp thời được với anh An đó. Và đúng lúc đó anh cũng đang cần truyền máu, chứ không thôi là anh đã vào trường hợp nguy kịch rồi đó. Ủa gì nó đâu rồi? Anh An ơi. Như anh hai sao rồi? Anh đâu dưới đó vậy cha? Ôi. Ê đừng đau. Ôi tỉnh không kêu gì hết trơn à? Nên nằm đó canh đó. Thôi thì anh cũng tỉnh rồi. Nếu mà có cần gì thì cứ liên lạc cho tôi nhé. Bây giờ tôi phải đi về. Cảm ơn bác sĩ. Mày truyền máu tao à? Chứ ai? Đậu khớp luôn à? Y tá ơi, quay lại cho miếng thuốc hạ sốt bay sản rồi. Nói gì trời, tôi với ông là anh em ruột mà không cùng nhóm máu chứ cùng nhóm gì, cùng nhóm nhảy hả? Quên, tao mày anh em. Không phải anh em, tôi với ông không phải anh em với nhau. Hồi xưa ba má lụm tôi trong thùng rác, ra về đó tôi là con nuôi. Xàm á, thôi đưa đi coi. Đái hả? Để lấy cái bồ cho con mua cái bồ nè. Đi để đứng quay. Từ đứng hả? Từ đi hả? Đợi. Dịnh còn cái kim. Rút ra. Như đây cho rút biển rút. Cái này đi đúng không? Rồi đi đi. Rồi để. Đây bồ thì đây. Để đi lấy bồ. Mày khỏi đi ha, tao nói thiệt có khi con đó nó đúng, tao mày phải anh em đâu, mày con ai chứ không phải con ba má. Trời ơi, nè coi kìa. Bự con tao đụng á. Mà nhớ ốc nhỏ xíu